Xin chào cô chú anh chị mình nha. Thì đã đến với kênh của em. Lời đầu tiên thì em cũng chúc cô chú anh chị mình là sức khỏe với lại chăn nuôi thành công nè anh chị. Hôm nay thì em đang ở nhà. Hiện tại thì em cũng vừa mới đất cỏ về cho mấy cái con bò nhà của em ăn á. Thì sẵn đây em cũng muốn tách một số con bò cũng như mẹ con bán lại cho cô chú anh chị mình mua về nuôi nha. Tại vì do nhà em thì nuôi thì cũng khá đông bò, mà có mình em thì nuôi cũng không sợ với anh chị, nên em muốn tách ra em bán cho anh chị mình ít con nha. Rồi anh chị mình theo dõi nha. Hiện tại á, thì em cũng vừa mới đi cắt cỏ về xong, đặng cho mấy bò nhà em ăn á chị. Đó, anh chị thấy cái đàn bò em không? Thì con bò đầu tiên em bán cho chị mình là con bò cái F1 ha. Bò này á, thì nó rất là lớn con, thì cũng như chị thấy ha. Đó, cỏ thì nó ăn ở đây thì em cho ăn cỏ ruộng á. Về cô chú chị mình cứ cắt cỏ ruộng hay cỏ gì anh chị cắt vô nó ăn ha. Tại bò này bò đồng nó rất là dễ nuôi. Thì cái dàn xương cái con bò này anh chị cũng thấy ha. Xương cẳng thì xương lớn á chị. Mông đùi rất là to mầm ha. Nó không khác gì ba bê nha anh chị. Nhưng mà con bò này á, thì nói là con bò cái F1 nha. Đó, bò này á, thì nó rất là lớn con anh chị. Rất là lớn con ha. Thì con bò này á, thì từ khi mà mẹ nó đẻ ra bây giờ á, thì nó được 9 tháng mấy vậy, 9 tháng mấy nha. Đó, thì dàn bọng con bò này á, thì em cũng tự mình á, tự tay em xỏ. Tại vì em là dân chơi xỏ dàn bò anh chị. Em nuôi bò này cũng khá là lâu rồi. Đó, tự em tay em xỏ chứ không có nhờ ai hết anh chị. Tại bò này nó cũng rất là hiền dạng ha. Mình xỏ thì nó cũng rất là dễ luôn. Ăn uống thì nói chung là rất là khỏe nha anh chị. Bò này á, thì đầu trụi và mặt mày bò này á, thì nó rất là đẹp ha. Đó, sái mặt sái lưng thì nó hoàn toàn nghiêm chỉnh cao ráo ha. Con bò này á, thì chắc nó cao tầm khoảng là 1m1 có dư anh chị, tại vì nó cũng bự bò chứ không phải nhỏ đâu nha. Đó chị thấy không, để em quay xa ra ha, để cho cô chú chị mình hình dung được cái con bò nè. Để em đặt nó xuống đây cho chị coi chống bằng bằng bò anh chị coi ha. Đi anh chị mình thấy không? Đó, giò cẳng thì em bao tạc lỗi ha, cao thì trên 1m1 anh chị, 1m1 có dư á. Bò này á, thì qua đen ha. Đó anh chị mình mua về nuôi để giống anh chị. Tại con bò này á, thì nó lớn con anh chị. Đó, lớn con ha. Thì chắc chủ trước em mua cái con bò mẹ, cái con bò này á, thì người ta phối bò F1, bò sữa anh chị, bò sợ cái tinh mỹ á. Hàng sau thì nó rất là lớn con, xương sóc á, thì nó rất là mầm, thì cũng như anh chị mình thấy nha, rất là lớn xương anh chị. Đó, bò này á, thì xương háng rồi rất là rộng, thì mình để là nuôi sinh sản thì nó tốt bò nha anh chị, dàn xương nó anh chị mình thấy không? Đó hoàn thiện ha, đi đứng là ok. Thì bò này á, thì anh chị mình mua á, thì em sẽ bán cho anh chị mình giá là 12 triệu 500 ha. Bò này thì nó trên 1m1 bò nha anh chị, rất là mầm xương chị, anh chị cũng thấy ha. Để em quay lại cho anh chị coi. Thường á, thì anh chị mình thấy bò sữa thì nó ít con rúng anh chị. Nhưng mà con này rúng anh chị ha, nó rất là dài luôn chị thấy không? Rúng dài ha. Và cái dàn vú cái con bò này á, thì để em đếm anh chị, nó có 4 vú ha. Và vú đen anh chị ha, rất là dài luôn. Bò này á, thì em nghĩ là sau này anh chị nuôi á, mình cấy ba bê thì nó đẻ con, nó mát sữa lắm vậy đó anh chị ha. Lông da thì liền lạc, tại vì ở đây thì ruồi muỗi anh chị nó nhiều ha, nhưng mà lông da nó thì nhìn liền lạc anh chị cũng thấy nè. Đó, tại ruồi nó bu anh chị đó anh chị ha, nó bu. Ở ăn uống thì chị khỏi lo ha, về cứ bỏ cỏ cám vô là nó ăn à. Còn tiếp theo á, thì em cũng xin quay cho anh chị thêm về mẹ con. Mẹ con này á, thì mẹ con cọp anh chị. Đó, mẹ này á, thì mẹ siêu cọp Angus cọp vàng á chị, nó cũng gần gần bò anh chị. Tại vì em cũng mới về á, em nuôi chắc cũng hơn 2 tháng rồi. Tại vì đo đông là bò bò chữa nhà em giờ nó cũng sắp đẻ anh chị, nên là nuôi thì cũng hơi cực á, nên là em cũng tách ra cho cô chú chị mình đem về nuôi. Cái tầm tiền nó hợp lý cũng như là anh chị đem về nuôi lâu dài. Thì mẹ thì nó là mẹ cọp, anh chị cũng thấy ha, mẹ cọp xương cẳng đồ hoàn thiện móng sò nha ha, không có xuống rúng xuống ruột gì hết đó. Còn con nó là con bò cái ba bi bông. Cái con bò con này á, thì nó trên 2 tháng rồi nha anh chị, ba bi bông ha. Đó, giò cẳng đồ hoàn thiện,
nó chỉ hơi dơ một tí, về em chị mình lấy nước mình tắm giúp em á, tại vì nó lội ra sình ở sau đây nè, nó đi ăn cỏ như vậy, nó lội với mấy bồ con nhà em á đó. Con bò mẹ này á thì nó cao chắc khoảng 1m15 anh chị, nó không có bự con nha đó, nhưng mà nó vừa bò mà tiền nào thì của đó vậy. Về nói về cái chế độ ăn uống á thì cái con bò này á thì nó ăn rất là giỏi anh chị, nó rất là phàm ăn ha, ăn thì em bao ăn cho anh chị luôn. Cũng như anh chị thấy ha, bò này á thì rôm cỏ rồi là nó nhai ngạo ngạo anh chị ha, nó ăn anh chị ha. Đó, bò này thì rất là giỏi ăn và nó có đầu trụi nè, sở thích thì nghiêm chỉnh nha, bò con cái ba bê nó thì cũng vậy luôn anh chị đó. Thì mẹ con này á thì em bán cho chị mình giá chỉ có 17 triệu 500 mà đó, 17 triệu 500 ha, là cô chú chị mình mua được mẹ con cái ba bê nè, mẹ cọp nha. Mẹ này á thì mới bẻ có một lô răng lứa đầu nha. Cái con bò mẹ này á thì nó có lên giống rồi nhưng mà em thấy con nó còn nhỏ quá nên là em chưa có gieo ha. Về nhà cô chú chị mình nuôi á thì mình sẽ, nó có lên giống thì chị mình gieo, tại vì bữa đó em thấy nó lên giống ra nước nhưng mà nó còn nhẹ yếu lắm vậy đó, nó còn yếu lắm nên là em chưa có gieo gì hết nha đó. Con thì mới được 2 tháng mấy ngày à đó, giờ anh chị mình nuôi mình chăm sóc ha. Thì em xin báo giá lại mẹ con này là 17 triệu 500 anh chị, còn cái con bò cái F1 này là 12 triệu 500 ha. Thì anh chị mình mua chung luôn á thì em bán thì em bao xe gần gần như 50 cây được anh chị, chứ không bao xa được nha, tại vì em bán bò anh chị, em bán mấy bò nhà không, em bán giá rẻ rẻ không chứ không phải bán mà kêu giá trên trời rồi mình nuôi không có lời anh chị. Em bán giá rẻ rẻ rồi cho cô chú chị mình đem về nuôi đó, anh chị mình cứ coi em bò ha, ở bò F1 sữa nè có 12 triệu 500 mà đó, bò mẹ con cọp thì 2 con combo thì có 17 triệu 500 mà đó. Thì cô chú chị mình mua thì mình liên hệ sớm nghe em ha, hay là anh chị mình muốn em quay lại thì kết bạn Zalo em quay cho anh chị mình nha, tại em cũng ở nhà, anh chị mình muốn quay lại con nào thì anh chị mình liên hệ kết bạn Zalo rồi em quay cho anh chị mình coi thực tế cũng được luôn nha. Rồi giờ anh chào anh chị ạ.